sách các đồ vật ở trong cái quần áo ra tay ạ. Tất cả cái đồ vật ở trong cái quần áo, mọi người chủ động cầm hết ra tay của mình đi ạ. Trên người đã cầm hết ra tay phải của mình nhá. Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video mới nhất trên kênh Núi Đồi Lục Ngạn. Hôm nay thì mình cùng các bạn nhỏ đi ra thăm lăng Bác Hồ nhé, gọi là ngố đi ra phố Đông và ra thủ đô thăm lăng Bác Hồ cũng như là vui chơi tại khu phủ chủ tịch này và khu cánh buồm xanh nhé. Cụ thể chương trình thế nào thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi. Được cái là hôm nay thời tiết buổi sáng thì nó cũng còn mát mẻ nên là các bạn xếp hàng chờ rất là lâu, chờ khoảng 2 tiếng. Đường vào lăng Bác Hồ thì khoảng đi bộ khoảng vài trăm mét, tuy nhiên là xếp hàng cũng mất mấy tiếng đấy các bạn ạ. Không khí thì tương đối là dễ chịu nên là cái việc xếp hàng cũng không quá là mệt nhọc. Còn cụ thể thế nào bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào lăng và thăm quần thể khu phủ chủ tịch các bạn nhé. Xin mời các bạn. Đã đi qua lăng chủ tịch rồi các bạn ạ. Ở phía trong lăng thì không được quay phim chụp ảnh. Thì bây giờ là xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đi khám phá khu quần thể phủ chủ tịch nhé, gồm có nhà sàn, ao cá Bác Hồ, viện bảo tàng. Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng theo chân các bạn nhỏ. Vừa vào lăng rồi, hôm nay thì rất là đông luôn. Rất là đông luôn các bạn. Đây nhà Quốc hội. Đây là sau lăng và phủ chủ tịch đấy các bạn ơi. Đó. Khu phủ chủ tịch thì cây rất là to luôn và hôm nay ngày nghỉ nên lượng khách cũng như là lượng học sinh rồi thì du khách thập phương về thăm lăng cũng như là vào khu quần thể hàng chục nghìn người luôn các bạn, đông lắm. Đông gọi là nghẹt luôn đấy các bạn. Đó. Rồi xong rồi sẽ di chuyển sang ao cá nhé, vừa vào lăng ra quảng trường rồi. Ao cá. Đây Bác Hồ làm việc kìa con này, bàn Bác Hồ làm việc kìa. Đó. Giường ngủ Bác Hồ đây. Hả? Lạc gì? Lạc xe. Sao đâu? Đây gì? Hiệu sách cho con ạ. Đi đi. Đi lên đã. Vào hiệu sách tư liệu về Bác đây. Ở sách. Trang ơi, mày mua không? Tao cho mày mượn. Ăn kem không? Ăn kem nhá. Đây ăn kem đây để lấy kem nào để vào mua kem nào. Đây 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 vào đây. Dín ơi, quay lại đây vào kem nào. Con
ra phía sau lăng đây rồi. Đó. Đông quá. Đông. Gọi là limit luôn này. Mới đúc này, chứ không phải chống đồng Đông Sơn nữa. Đấy, mấy đây mấy bom đây. Máy bay đây. Đạn pháo kìa. À, máy cao súng cao xạ kìa. Đây mảnh vỡ máy bay này. Đó, mảnh của máy bay đấy. Hà Nội nó cố. Rồi, ok, thank you. Khi ở bên lăng Bác Hồ xong thì buổi trưa sẽ cả đoàn di chuyển về bên Ninh Hiệp đây. Khu này là khu cánh buồm xanh. Nói chung là ăn chơi nghỉ ngơi của các cháu, của người lớn luôn. Đấy, thì trải nghiệm đây xong thì chiều sẽ ra về đây. Mời các bạn cùng khám phá cái khu cánh buồm xanh này nhé. Khu bên này là khu nghỉ ngơi ăn uống này, khu bên kia là khu vui chơi và biểu diễn ở phía siết thú phía bên kia này. Cái khu này chứa tối đa khoảng tầm 3.000 người, rất là rộng luôn. Có các chòi nhé, các khu vực ăn uống nhé. Rồi, xin chào mừng quý thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các học sinh của trường tiểu học thị trấn Đông Ngô số 1 chúng ta đã có mặt tại sân khấu chính của cánh cô đây quốc trong buổi chiều ngày hôm nay. Tôi mong muốn nhận quà thì các bạn chúng ta sẽ phải tham gia với anh MC một thử thách. Nhưng mà trước khi chúng ta đến với thử thách này, bạn nào đứng dậy không mời cơ mà. Hai bạn là 6 mũi rồi thành một lên sân khấu luôn. Anh cần mời một bạn nữ cuối cùng. Bạn nữ nào tự tin mình đẹp trai nhất trường giơ tay. Các bạn bên dưới, mấy anh bên trên tay đổi. Đấy, các bạn bên dưới giơ thật cao hai cánh tay lên trời cho anh. Sau đó chúng ta luồn cánh tay mình qua đằng sau eo và tóm vào hai cái đầu mông của mình. Tóm vào mông của mình nhá. Một số bạn nam mình thấy tóm nhầm mông nhau rồi đấy. Đây là cái khu gọi là trải nghiệm của các con này. Lớp học thư pháp này. Đây là khu mê cung nha.
đấy con vào làm. Đây, bịt mắt bắt dê này các bạn ơi. Đó. Đó. Dê. Ai chưa sắp tới được cái mồi xuống lên cái mồi lên cái mồi đi. Biết đầu dậy nhá. Ngã nộm đầu biết đầu dậy đây. Gớm không nọa đâu. Bá. Cái đồng này về đến 6 lần nữa này. Nam phải đợi tí. Không chạy, không chạy. Ai chạy không được chơi nó bắt đầu chơi là được vào rồi. Từ đây không chạy. À, đi vào từ từ thôi, không chạy nhá. Ai lạc rồi ở trong này luôn nhá. Mở con. Mấy bạn này bây giờ em ơi, không phải nhắc đâu, từ từ khoảng tầm 2 phút nữa không thấy ai ra thì nhắc sau. Có tất cả những cái nội dung để cho các cháu trải nghiệm này. Thì
các con đều được vượt cấp lên lớp được điểm số rất là lớp, giúp các con trở thành chiến binh rồng của năm 2024. Chiến binh rồng đó có sức mạnh vô song nhờ trí tuệ thông minh và sáng vi, đỗ đạt có chí thì ham học, bất chí thì ham chơi, chí khôn tạo lên người, đức nhân tìm ra bạn, thành đạt nhờ chí sáng, thanh sạc nhờ đức dày. Ai làm tranh xong cầm tranh mang ra ngoài, ra quầy tranh tết ở đó có cô nào, à, cô phải cô hướng dẫn đi. Xoa nhanh bóc nhanh, ai mà xoa lâu bức tranh quả lâu mới đẹp nghe chứ. Cho ra ngoài, cho ra ngoài. Làm mục con bảo bắt đầu mới làm. Bác có tự làm đi, tự trải nghiệm đi khuôn đấy. Tại sao lại mở thế? Bác bồi mực chưa? Bác mực chưa? Quyết định nhỉ? À, cháu ơi, xem các cái ông mực xem nó nào với mực thì bà bồi mực vào đĩa hộ ông đồ cái. Em đi lên con xanh. Bắt đầu rồi á. Rồi nhìn đây. Bác con cầm chanh ra ngoài. Rồi. Còn chuẩn bị những cái trò chơi cuối cùng của buổi chiều đây, những cái thử thách cầu khỉ đây, vượt chướng ngại vật đây. Thời tiết thì rất là tương đối là nóng nhá. Các cháu còn đi vào đây tương đối là đông nữa đấy. Đi lên cầu khỉ này. Rồi, ok. À, cuối cùng là còn có ném còn nữa. Trượt ở ngoài con, không trượt thế con ơi. Con trượt đến gãy cổ đấy. Xin chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Cảm ơn các bạn.